xin chào các bạn khán giả đã đến với The Mashup 2023, ngôi nhà âm nhạc mới của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Và Hoài Thu rất vui khi là người đồng hành để có thể tiếp đón những vị nghệ sĩ sẽ đến với chương trình của chúng ta. Và đây chính là khu vực sofa để có thể tiếp trà, chào đón các ca sĩ sẽ có mặt tại ngôi nhà âm nhạc này. Và chắc chắn không thể thiếu những phần trình diễn vô cùng tuyệt vời khi kết hợp những bản hit mashup lại với nhau. Và không biết là những phần trình diễn này sẽ có điều gì thú vị và đặc biệt, chúng ta sẽ cùng chờ đón sau ít phút với phần hòa âm và phối khí những sản phẩm âm nhạc qua bàn tay thể hiện của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và những người anh em trong ban nhạc Không Màu. Các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón những vị khách đầu tiên ghé thăm ngôi nhà âm nhạc này nhé. Hello chị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón những nghệ sĩ khách mời đã có mặt tại ngôi nhà âm nhạc The Mashup 2023 của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Xin được chào đón diễn viên Tuấn Dũng, chào đón ca sĩ Giang Hồng Ngọc và chào đón ca sĩ Tăng Phúc. Ngày hôm nay thì rất là cảm ơn tất cả các nghệ sĩ đã nhận lời ghé thăm ngôi nhà âm nhạc mới của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Bật mí là ngôi nhà này thì thuê ạ, còn chỉ có âm nhạc là có thể tự tạo ra sáng tác, có thể gọi là của nhà trồng được thôi. Và ngay lúc này thì xin được hỏi thăm một chút xíu rằng các nghệ sĩ khi có mặt tại The Mashup thì mọi người lý do nào đã có thể sẵn sàng gật đầu và nhận lời ngay để tới đây ạ? Ngọc chào Thu, chào Dũng cũng như là chào Phúc cũng như tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình The Mashup của anh Cường. Ngọc nghĩ rằng là lý do lớn nhất mà để Ngọc nhận lời đến đó là Ngọc rất là yêu mến các ca khúc của anh Cường, mà là nghe một cái chương trình mà do anh tự làm ra The Mashup nữa, tại là rất là trông chờ xem là những cái mashup kỳ này là sẽ là những bài nào ngoài bài của anh ra, thì Ngọc nghĩ rằng là sẽ có một vài ca khúc để anh mix vào chung để cho nó phù hợp. Cảm ơn chị Ngọc rất nhiều. Thế còn Tăng Phúc thì sao? Tăng Phúc thì cũng gắn bó với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường trong rất nhiều những dự án và các hình thức âm nhạc khác nhau đúng không? Vậy ngày hôm nay tới đây thì có gì mới lạ hơn so với những lần trước không? Thì mỗi lần anh Cường đều đưa cho em một bài toán mà kia mình phải giải. Nó không phải là khó đối với em, nhưng mà nó bị một cái là người khác đã hát và nó quá hay rồi. Đúng rồi. Hãy đưa cho mình hát, sao có mình lại bị làm áp lực lại. Mình áp lực lắm. Lại lần này thì lại là một cái mashup nữa, thì mashup thì nó lại có nhiều bài hát nữa, mà nhiều bài hát lại cũng là những cái bài hát nhiều người hát quá hay nữa, em lại hồi hộp nữa. Em sợ lắm chị. Em sợ bị người ta chửi. Em bị chửi nhiều. Ngọc lại nghĩ khác, là mỗi nghệ sĩ sẽ có một cái chất xúc tác và cảm xúc và sự trải nghiệm nhất định mà họ sẽ đặt vào trong ca khúc đó. Nên giống như Ngọc nghe Phúc hát những cái ngoài ca khúc của Phúc ra thì Ngọc vẫn thấy được cái nét rất là riêng khi mà Phúc thể hiện các ca khúc của mọi người khi cover lại. Em nghĩ là nên mình phải tự tin anh Cường, lên. Anh Cường cũng thấy được điều đó nên anh Cường mới cũng tin tưởng đặt cái niềm tin đó ở em. Cho nên là em cũng hy vọng là mình sẽ cố gắng mình hát thật là tốt để không phụ lòng anh Cường vì đã gọi là mời em để làm việc chung với nhau một thời gian rất là dài như thế này. Ngày hôm nay chúng ta đang chào đón một nghệ sĩ rất là mới và có lẽ là cũng khiến cho các khán giả thường xuyên theo dõi cũng như là ủng hộ các sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường thắc mắc là tại sao lại có sự xuất hiện của Tuấn Dũng là một diễn viên. Dạ em chào chị, chào chị Ngọc, chào anh Phúc, chào tất cả quý vị khán giả. Thật sự thì đối với anh Nguyễn Minh Cường thì em cũng đã được làm việc một số lần rồi. Và thật sự là những cái bài hát mà anh Cường đưa cho em hát em rất là thích. Nghiêm túc luôn, là kể cả những bài mà em chưa nghe bao giờ thì em cũng thấy nó có một cái gì đó nó rất là hay và nó phù hợp với em. Phù hợp ở đây là gì? Là cái mạch mà mình có thể diễn tả được cái cảm xúc trong bài hát đó. Và em cũng chỉ biết hát tới một cái mức độ như thế thôi, là mình mang tới cho khán giả những cái cảm xúc thật sự của mình trong bài hát đó. Chứ còn mà về kỹ thuật thanh nhạc hay là đó, tất cả mọi thứ thì chắc chắn là em thật sự là em không có nhiều kinh nghiệm. Và nhận lời mời thì thứ nhất là mình biết được là mình rất là quý khi mà anh Cường dám mời một nghệ sĩ để cover những cái ca khúc hay mà còn mix-up lại như thế nữa, và cũng được hát chung với ảnh nữa. Thì em rất là vui, thì em nhận lời ngay thôi. Và bây giờ thì Thu sẽ bật mí thêm một cái lý do nữa gửi tới quý vị khán giả đang theo dõi chương trình và các nghệ sĩ có mặt ngày hôm nay. Một trong những lý do có The Mashup của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đang có ý định muốn trở thành ca sĩ solo. Wow.
Dạ, thì bây giờ là khi mà đón nhận cái thông tin này thì các ca sĩ thực thụ. Dạ vâng ạ. Em đang thì... đang đón những cái thông tin có đó, cạnh tranh nào? Trực tiếp với em và Phúc rồi. Phúc nghĩ sao khi mà đón nhận thông tin này? Thật ra thì em không có gọi là anh Cường hát thì biết anh Cường hát hay rồi. Chỉ là bây giờ em không biết là anh có dành được nhiều thời gian để làm đi hát rồi này nọ không, hay là để dành cho gia đình đi hát rất là đó. Mất tại vì em thấy cái khi mà mình đã có gia đình, nhưng mà chị Ngọc cũng thấy là mình có gia đình là mình sẽ rất là nhiều thời gian để cho gia đình của mình. Mà có giống như em thấy những người mà đã từng có gia đình đi hát thì ví dụ như Nam đi, anh Lân Nhã đi, rồi ổng đi diễn mà ổng cứ bữa nào mà diễn cho cái lịch diễn mà đi diễn một tháng lắm ấy. Thôi đi tuần hai tuần thôi, về thăm con nhớ con nhớ vợ. Không biết là anh Cường sao, anh nhắm chịu nổi thì anh đi, em thì cũng bình thường. Anh là ca sĩ cũng được thì mốt anh nhận đúng. Anh nhận show 24/7 thôi. Ôi dạ luôn hả? 27 thì cứ chừa lại. Gặp đầu tuần thì đâu có đông khách sao? Đâu. Sao không nhận thứ bảy cái đó mình chịu mà chỉ cái số. Có vẻ như e rằng con đường chuẩn bị làm ca sĩ solo dạ, của ca sĩ Nguyễn Minh Cường là toàn những người anh người em, là có vẻ đang muốn kéo lại đúng không? Không, tụi em không có kéo lại, là tụi em đang nói góp ý, là có nghĩa là mình đưa ra những cái khó khăn mà mình trước mắt mình sẽ thấy được chứ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón chủ nhân của ngôi nhà âm nhạc ngày hôm nay. Wow. Đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cùng với những người anh em của mình trong bên Nhạc Không Màu để hỏi kỹ hơn xem là kế hoạch và dự định này sẽ thực thi ra sao. Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và bên Nhạc Không Màu. Xin chào. Cảm ơn Thanh Phúc và Hồng Ngọc, Tuấn Dũng đã đồng ý tham gia vào dự án The Mashup 2023 của Cường. Đây là một cái dự án mà Cường cũng có mang một cái sự liều lĩnh ở trong đó. Tại vì The Mashup, nghe cái thuật ngữ mashup nghe nó quen thuộc lắm, nhưng mà để mình thực hiện một cái mashup giữa nhiều ca khúc lại với nhau thì nó mang tính rủi ro cũng khá là cao. Và rất là cảm ơn những nghệ sĩ đã đồng ý tham gia liều lĩnh cùng Cường. Ngày hôm nay, ca khúc đầu tiên mà anh Cường muốn thể hiện trong chương trình thì là anh sẽ thể hiện một mình hay là muốn kết hợp cùng với các nghệ sĩ ghé thăm nhà ngày hôm nay ạ? Một trong những cái nguyên nhân hồi nãy Hoài Thu có nói với lại các nghệ sĩ là Cường muốn trở thành một ca sĩ solo. Thì bây giờ ngay tại cái thời điểm đầu tiên này, Cường sẽ thể hiện một bản mashup những cái ca khúc không phải là do Cường viết. Tại vì mình muốn thoát khỏi cái sự nghiệp nhạc sĩ và mình muốn làm solo thì mình phải hát được bài của người khác nữa. Cho nên bây giờ thì xin mời những người bạn hãy thẩm định xem là Cường có đủ tiêu chí để trở thành một ca sĩ solo hay không. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức một bản mashup gồm 3 ca khúc và mọi người nghe và đoán tên bài cái ca khúc đó nha. Và xin mời. Chưa nhắn tin về, anh cứ mãi ngần ngừ chờ em. Tại sao yêu đến thế lại gian dối, con tim anh vỡ tan mất rồi. Tưởng chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, như con thiêu thân bay lao trong ngọn lửa rồi bốc cháy. Ngọt ngào đến mấy cũng biến thành dại ngân hà, thì anh biết chạy đi đâu. Dù có đến quê chân trời kia, cùng ngã, cùng vả vào những kỷ niệm đã hoa đá. Giờ thì người nói với tôi, chẳng cần tôi, đau thương con tim sẽ tan nát bầu trời. Ai yêu thương ai quá nhiều thì thân tổn thương, để rồi mang niềm đau. Theo sệt mãi một tấm lụa dài, nhưng rồi cùng mang khoác cho ai bao nhiêu lời hứa đưa đi đẩy đưa, ô cùng là lê suối trà.
như con thiêu thân bay lao trong ngọn lửa rồi bốc cháy, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Dại khờ thua ấy khi đan bàn tay, yêu thương trao hết chi giữ lại đây. Thân gầy xem như anh chẳng may, nỗi buồn anh giấu sau lớp màn mưa. Ngừng cười khi biết anh là người xưa, hai người còn lại gì cho nhau ngoài những lời ngôn tình quá sức thừa. Một đời này chết trong mật ngọt. Anh biết chạy đi đâu, dù có đến cuối chân trời kia cũng ngã cùng và vào những kỷ niệm đã hoa đá. Đừng trêu đùa mãi anh như con rối trong nhà, vì anh biết tận thân tất cả. Sao anh hệt như cỏ cây em thích vun trồng, đến khi đổi thay mặt đây cô héo trong mong. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dại khờ thua ấy khi đan bàn tay. Bao lâu nay tôi vẫn tin, vẫn thương, vẫn yêu, chờ người sẽ đổi thay. Đôi buồn anh giấu sau lớp màn mưa, nụ cười khi biết anh là người giữa. Hai người ai yêu thương ai quá nhiều, thiệt thân tổn thương để rồi mang niềm đau, xem như anh chẳng may. Em đùa hơi quá, xem như anh chẳng may. Em đùa hơi quá. Và đó chính là ca khúc đầu tiên ngày hôm nay được thể hiện bởi nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đang trên hành trình quyết định xem là mình có nên làm ca sĩ solo hay không. Và bản mashup đầu tiên này thì không biết các nghệ sĩ có kể tên được những ca khúc mashup trong sản phẩm vừa rồi không ạ? Như em biết được bài Chẳng May, biết được bài Xem Như Em Chẳng May. Xem bài như Chẳng May là bài gì không? Xem Như Em Chẳng May. Còn lại thì không nhận ra. Em có nghe bài Mật Ngọt. Khi nói nhớ biên dẫn Ngân Hà. Đại Ngân Hà là bài gì đúng rồi? Không giờ, nhớ bài đó tên gì. Nổi mà em, không nhớ. Em tại vì em chỉ nhớ được một cái đoạn trên khi TikTok nhớ là em biên thành dài Ngân Hà. Bài đấy là bài Đùa Hơi Quá. Và ba ca khúc này được mashup thì đều là những sản phẩm đã rất thịnh hành ở trên một nền tảng mà các bạn trẻ nghe hầu như là mỗi ngày luôn, và cho đến thời điểm bây giờ thì nó vẫn đang rất là hot. Và không biết là nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường có thể chia sẻ thêm là khi mà mashup ba ca khúc này thì có điều gì khó khăn khi mà mình có thể kết hợp tận ba sản phẩm âm nhạc lại với nhau không ạ? Thực ra là khó khăn ngay từ cái bước đầu tiên là mình phải xin phép từng tác giả. Tại vì nếu như ba bài cùng một người sáng tác á, thì nó sẽ dễ hơn. Do cái dòng chảy giai điệu, dòng chảy hòa thanh và cái cảm xúc của cùng một người á, nó sẽ hòa quyện với nhau dễ hơn. Nhưng đây là ba ca khúc của ba nhạc sĩ. Ca khúc Xem Như Em Chẳng May là của nhạc sĩ Trung Ngon. Ca khúc Đùa Hơi Quá là của DC Tâm. Và Mật Ngọt là của Tiến Nguyễn. Cái khó là mình sẽ phải xáo trộn các câu, sắp xếp lại các câu làm sao để cho gọi là từ cái câu của bài hát này dẫn tới cái câu của bài hát khác nó không có bất kỳ một cái sự gãy nào hết mà nó liền mạch
mà mọi người nghe thì cảm giác như đó là một bài hát, chứ không phải là nhiều bài hát trộn lại với nhau, mà cảm giác là mình đang chỉ nghe một cái tiết mục thôi. Ngọc cũng có cảm giác như vậy là mặc dù biết rồi đó, những ca khúc rất là nổi tiếng và nhiều ca khúc đang mới xuất với nhau, nhưng mà nên mới vừa nói nãy với nói Phúc trong lúc anh Cường hát là đúng là nhạc sĩ mà giúp có khác, nó có sự biến chuyển đúng không ạ? Đúng rồi, ý là anh sẽ biết sắp xếp câu từ làm sao cho hợp lý và cái nhạc nó rất là logic với nhau, nên mình sẽ không nhận ra được đây là một cái bản giống như liên khúc. Vậy bình thường thì mọi người khi nghe nhạc á, thì có lựa chọn những bài hát được mashup với nhau để nghe không? Ngọc cũng thích nghe, rất thích nghe nhạc mashup, nhưng mà thích với một điều là cái bản nó phải đi một cái đường dây, nó hòa quyện, chứ đừng có đang hát cái mình bị gãy xong cái một cái bài khác thì nó là liên khúc rồi. Mình nghe một cái bài thì cảm nhận của em thì em nghĩ đơn giản về mashup thôi. Tại vì khi mà mình mashup thì đơn giản mình chỉ cần nghe mà như thế nào mà mình cảm giác đó là một bài hát á, chứ không phải là nhiều bài, thì em nghĩ là cái đó là cái thành công của mashup. Mỗi người có một cái cách hát riêng và anh Cường cũng vậy. Có thể là, và quan trọng nhất vẫn là khán giả, thì mong hy vọng là khán giả sẽ nhìn nhận anh Cường là anh ơi hãy đi hát solo đi vậy thôi. Nhân dịp mà chúng ta đang nghe khá là nhiều ca khúc đang hot trên TikTok thì đối với các nghệ sĩ, mọi người quan tâm đến nền tảng nào ở thời điểm hiện tại nhiều khi mà quyết định ra một sản phẩm âm nhạc nào đó? Em nghĩ là bây giờ thời đại 4.0 thì cái gì nó cũng lên trên mạng xã hội hết. Bây giờ bài của mình là trên Facebook mình vẫn có thể up lên trên story nè, lên reel nè, rồi TikTok hay Instagram, rồi tất cả các trang xã hội khác nó đều có những cái đoạn cái clip ngắn giống như bên trên TikTok luôn. Là cho nên là em nghĩ là bây giờ cái việc mà mình phát hành một bài hát đó, nó để tiếp cận được với khán giả thì nó cũng khá là dễ. Nhưng mà chính bởi vì dễ quá, nó quá dễ để phát hành kiểu đó như vậy cho nên ai cũng làm hết. Em làm mà có quá nhiều người làm thì việc bài hát của mình nó có tiếp cận dễ được rồi. Xong một cái tiếp cận một cái xong rồi lướt qua luôn, người ta lướt qua luôn rồi. Thì nó rất là không biết là như thế nào, và cái việc bài hát nó có viral hay là nó có hành hit hay không thì cũng khá là khó. Cho nên là quan trọng nhất là vẫn về về bản phối, về bài hát, rồi may mắn nữa. Đúng rồi. Yeah. May mắn là một trong những yếu tố mà cũng quyết định nhiều, quyết định là bài hát của mình có thành công hay không. Dạ, hay là có trở thành hit hay không, đúng không? Nó chiếm cũng khoảng là 30% đó. Ngọc là thấy nhiều hơn á. Không, em nghĩ là cái phần quan trọng nhất của mình là bản phối trước nè, bản phối bài hát và chất giọng người nghệ sĩ đó đem vào thì cũng phải 40% sự may mắn. Cho 10% nữa đi. Đúng, cho em 10% nữa cũng được. Mà thực sự câu chuyện này nó cũng không có còn gì lạ. Nhiều khi những cái bài mình rất là chỉnh chu đầu tư nha thì mọi người lại kiểu như bị trôi. Nhưng mà một cái bài nhiều khi mình chỉ đang hát trong một cái khung cảnh rất đẹp và mình thấy ồ chỗ này đẹp quá, để mình lấy điện thoại ra mình quay lại mình hát. Nhưng mà tại vì cái bài hát nó quyết định rất nhiều. Cái bài hát mình hát ngay lúc cảm xúc của mình lúc đó thì có khi triệu view luôn. Em ví dụ cho chị nha. Rất nhiều. Hoa nở không màu đó. Đây, hai anh em ngồi đàn, quay trắng đen Mấy trăm triệu view. Với lại thật sự cái bài hát đó là một cái bài hát nó rất là hay và mọi người ai cũng muốn hát theo. Và nó cứ rần mà dần dần nó thành một cái gọi là bài hit mất dân của anh Nguyễn Minh Cường rồi. Trời ơi, giờ anh ta ngồi gì đó, anh ta là làm ca sĩ rồi. May mắn này, rồi cảm xúc này, rồi bản phối phải chỉnh chu này. Dạ. Ca sĩ, nhưng mà chưa ai nhắc đến việc là ca sĩ phải hát hay cả. Hỏi chứ, hồi nãy có nói mà, nãy tôi nói là ý là bài hát về bài hát và ca sĩ, là ca sĩ chắc là phải hát hay rồi. Vậy bây giờ ở vai trò là người sản xuất, Nguyễn Minh Cường thì cho một cái ý kiến rằng là đâu sẽ là yếu tố quyết định xem một sản phẩm âm nhạc sẽ trở nên thành công cũng như là có cơ hội viral nhiều hơn trên các nền tảng mạng xã hội. Đầu tiên, mình phải tin là cái sản phẩm đó nó sẽ thành công. Bản thân mình làm ra mình phải tin cái điều đó trước đã. Và may mắn là một cái điều mà không thể nào không kể tới rồi. Tại vì hầu hết các ca sĩ thực lực thì có nghĩa là mỗi người đều có một cái thực lực đáng gờm thôi. Nhưng mà mỗi người sẽ có một cái độ may mắn riêng. Thì may mắn là một cái yếu tố rất là quan trọng. Cường cho nó 50%. Nhưng 50% còn lại thì là Cường lại đưa vào một cái yếu tố, đó là sự kiên trì không ngừng nghỉ của một người nghệ sĩ. Thì cái điều đó nó sẽ mang đến cho mình những cái thành công sau này.
theo cái suy luận của Cường là như vậy. Tại vì một nghệ sĩ ví dụ như là mình chỉ ra một vài cái sản phẩm xong rồi mình cảm thấy là nó không có được may mắn, xong rồi mình lại chán, mình lại thay đổi hay là một cái kiểu gì đó, mình lại cứ thay đổi con người mình mãi, thì mình sẽ không bao giờ mình định hình được cái con đường âm nhạc của mình phải đi. Và thiếu đi cái sự kiên trì đó thì cái con đường thành công nó sẽ rất là dài, rất là xa. Và thậm chí là có rất là nhiều người họ sẽ không bao giờ tìm thấy được ánh sáng ở ngay cuối con đường luôn. Chúng ta có một từ khóa mới là kiên trì. Vậy ở đây các nghệ sĩ khách mời của chúng ta ngày hôm nay, khi lắng nghe từ kiên trì này thì mọi người có nghĩ về hành trình mà theo đuổi sự nghiệp ca hát của mình cũng như là hoạt động làm nghệ thuật của mình có rất gần với cái từ khóa đấy hay không? Tuấn Dũng. À, thật sự thì hát thì thôi bỏ qua một bên đi nha, tại em cũng không có nhiều show hát gì đó, nhưng mà còn cái kiên trì trong cái con đường mà diễn viên của em thì đúng, thật sự là nếu mà theo cảm nhận của em thì con đường nào cũng vậy hết, cái sự kiên trì nói lên nhiều lắm. Bản thân em thì em chỉ nói ngắn gọn xúc tích thôi, từ khi mà đi học cho tới khi mà đi quay không có tiền, cho tới khi mà đi quay không được ăn cơm luôn, cho tới luôn tới thời điểm bây giờ thì đó là những cái sự kiên trì. Và bây giờ mình đã được bù đắp hết những cái đó rồi. Tuy là không phải là một cái gì nó quá cao siêu, nhưng mà mình đã lấy lại được những cái đó. Và nếu như mà trong cái khoảng thời gian mà em buồn phiền những cái việc đó, mà ví dụ nếu như mà em ngưng ngang thì chắc có lẽ là bây giờ mình cũng sẽ không có còn đi diễn nhiều nữa. Ngọc cũng nghĩ như vậy. Như anh Cường nói, cái 50% là may mắn, 50% còn lại là mình phải tin. Tại vì nếu mình không tin mình thì khán giả không có tin mình được. Chính mình còn không tin tưởng mình làm được điều đó thì mình không có đem cái cảm giác thực sự đến với những người nghe. Và với một người ca sĩ như Ngọc thì Ngọc cũng đã từng có một cái thời điểm rất hoang mang về nghề, đi thi rất nhiều cuộc thi, rồi hát rất nhiều thể loại âm nhạc. Nhưng sau đó rồi mình mới biết là mình phải biết là mình đang muốn cần gì, mình phải biết là mình muốn gì. Thì cái gì từ con tim nó mới đi đến con tim. Nên khi mà Ngọc làm được việc đó thì Ngọc cảm nhận là khán giả đang cảm nhận mình ngày càng rõ nét hơn và khán giả yêu mình nhiều hơn, bởi vì mình đã sống đúng với những gì mà mình đem đến cho mọi người bởi sự kiên trì đó. Còn đối với Tăng Phúc thì điểm xuất phát để trở thành một ca sĩ có rất là nhiều sự yêu mến của các khán giả, như ngày hôm nay thì mọi người hầu như cũng vẫn nhớ là Phúc đã khởi đầu công việc ca hát của mình khi mình còn đang là một anh chàng làm việc tại em văn phòng, đúng phim không? Hoạt hình đó, bắt đầu khi nghỉ việc hẳn ở văn phòng đó, đi hát thì nó thật sự là kinh khủng nha. Mình thấy là tại lúc đó mình có một bài, nó chỉ là một cái bài cover thôi, nó chỉ hơi hot thôi, rồi xong mình được đi mời vài show thì sau đó thì mình không có bài mới thì chắc chắn là nó sẽ mọi người sẽ quên mình từ từ. Và mọi người biết không, giống như là anh Cường nói là phải kiên trì, em ra bài mới liên tục, nó lớp liên tục luôn. Tại người ta nói không có hay bằng mấy cái bản cover. Tại vì những cái nhạc cover là những cái bài nó đã hay sẵn rồi, mình hát lại theo cái màu mới của mình quen thì nó ok. Rồi mình lúc thật sự lúc mình mới bắt đầu đi hát thì mình cũng không biết là mình hát cái gì nó hay nhất, mình cũng lay hoay giống như chị Ngọc đó, là mình phải cũng hát nhiều thể loại lum lá á. Rồi cuối cùng cũng ra được bài Đừng Chờ Anh Nữa, mà lúc mới ra cũng không ai nghe luôn, tại lúc đó mình không có khán giả, người ta không có giúp mình viral được cái bài hát đó. Rồi tự nhiên cái có em nhớ là có một lần em hầm cái show, em nghĩ đó là cái show cuối cùng trong sự nghiệp đi hát của em. Em nghĩ trong đầu vậy đó, em nói trời thôi giờ làm show này xong cho nó kỷ niệm thôi, cho nó vui thôi, sau đó thì mình sẽ quay về đi làm văn phòng lại. Thì em lên Đà Lạt em hát, và cái show đó là tự nhiên cái up lên YouTube. Thì em nghĩ một phần do cái cảm xúc của mình ngày hôm đó. Thì như chị nói là rất là đó, quan trọng nha, cái đúng cảm rồi. Xúc nó quan trọng khi đúng mà đấy. Mình cảm xúc mình nó đủ và mình hát cái bài đó ra, người ta cảm nhận được. Đúng rồi. Và bắt đầu người ta ủng hộ mình. Đúng rồi. Nó làm cho cái lửa nghề mình nó cháy lên lại, lên nó cháy lên lại. Đúng thế rồi. Là em được người ta mời đi show lại, thế là em còn ngồi đây. Cảm xúc quyết định rất lớn luôn á. Vậy hôm nay bắt cóc Tăng Phúc tới đây là chuẩn đúng không? Vì đang sau một khoảng thời gian là nghỉ ngơi, hôm nay sẽ phải thể hiện một bài hát nào đó là chưa từng thể hiện này, hoặc là sẽ là một cách thức hát thật mới này. Và bên cạnh đấy là chắc chắn kết hợp cùng với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Tăng Phúc có đồng ý không? Wow, tuyệt vời. Ok, bây giờ vô luôn. Bây giờ bài hát tiếp. Lên liền luôn hả? Đúng rồi, được không ạ? Dạ. Biết đâu mai mốt là có show Tăng Phúc, Nguyễn Minh Cường rồi mình gọi là
đồng nghiệp là kiểu như là ca sĩ với ca sĩ cũng là không, mà giờ ca sĩ mà kiêm luôn nhạc sĩ là nguy hiểm nha. Mệt nha là mình chuẩn bị thất nghiệp tới nơi đó chị. Dạ, mà có nguyên cái phòng thu nữa chứ. Có phòng thu tự sản xuất tự làm hết luôn. Trời ơi. Đó bắt đầu từ lúc đầu đến bây giờ Tăng Phúc vẫn là người là không đồng ý cho nhạc sĩ Nguyễn Cường đi hát. Cho. Nhưng mà nói ra những cái khó khăn. Đấy, hay... đúng rồi, kiểu gián kiểu rất là gián tiếp nhá. Bất người nào hay người đó chị. Cạnh tranh quá. Thì bây giờ mời Tăng Phúc lên duet luôn. Đúng không? Một cái ca khúc mà thật ra là Cường đã làm việc với Phúc trước rồi. Một cái bản mashup những cái ca khúc của một nhạc sĩ đang hot rần rần trong năm vừa qua, nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức mashup của Đông Thiên Đức. Dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Chơi vơi qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lòng. Đêm ơi đang ngủ chưa, ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Để cho mưa lân la hỏi thăm, lẻn vào trộm đi khi ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bầy chim lạc cánh khóc hoảng tìm nhau. Ai đông ai đêm hết bao giọt sâu. Hỏi mùa thu đang dỗ miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết ở nơi nào không, có lá nào trông như lá siêu bông? Hơi siêu bông ơi hơi siêu bông, bình minh chưa hé tôi phải tìm xong. Vì mai người ta đã đi lấy chồng. Qua thức trắng để gấp con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngăn trái chưa hạt nhiệm màu. Thì sáng mang đến làm quà cô dâu, sợ mai kia sương phai hoa úa ao nhau. Anh đợi em, anh chọn ngăn nỗi đau. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ sợ cảm giác trong vắng môi này môi lớn, sợ chẳng bao nỗi nhớ vu vơ gian gian dịu dịu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì anh thích một mình nhưng sợ cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Chỉ là mình chẳng muốn yêu ai khi mình anh với những đêm dài. Nghĩ đi em, đâu ai chung tình được mãi. Thà yêu lấy một người bình thường, để đêm về thì thầm nhớ thương. Mặc cuộc đời này sao cũng được, ở quá khứ và cả hiện.
nhạc cũng phai. Chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa. Sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần. Sợ chạm vào nỗi nhớ vu vơ, dần dần dịu dịu mập mờ. Ai đâu mai đêm hết bao gió sâu. Ừ thì anh thích một mình nhưng giờ cô đơn. Dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Khơi siêu bóng tôi hơi siêu bóng. Bình minh chưa hết tôi phải tìm sao. Ta đã đi lấy chồng, đâu ai chung tình được mãi. Hỏi lòng người liệu có bình hợp vừa rồi của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và Tăng Phúc đã tạm khép lại thời lượng của The Mashup tuần này, và chúng ta cũng đã biết được nghệ sĩ khách mời tới với ngôi nhà âm nhạc là những ai. Hẹn gặp lại vào lúc 20 giờ thứ 6 tuần sau để tiếp tục trò chuyện và lắng nghe những bản mashup vô cùng đặc biệt.